Ý Nhi chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Và như thường lệ, để mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta hãy cùng điểm qua một vài những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần. Vừa qua, 4 triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành giấy, sơn phủ, cao su và nhựa hàng đầu tại Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Triển lãm nhận được sự quan tâm từ các bộ ngành, hiệp hội trong nước và quốc tế, cùng trên 150 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là điểm hẹn giao thương quốc tế hội tụ, giúp các bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin và quy trình mới nhất cùng với các nhà lãnh đạo đầu ngành và xây dựng mạng lưới số mạnh mẽ tại Việt Nam. Hội thảo ứng dụng công nghệ trong xây dựng trường học thông minh, thúc đẩy phát triển thành phố thông minh do Vườn Ươm Doanh nghiệp Công nghệ Cao phối hợp cùng với Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần Techcool tổ chức. Hội thảo đã giới thiệu phần mềm quản lý giáo dục thông minh bằng robot AI và phần mềm có chức năng quản lý hệ thống học đường. Sự kết hợp này mang đến tính năng điểm danh, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, tính năng hiển thị các thông báo của nhà trường, đặc biệt là tính năng đo thân nhiệt bằng camera cảm biến, một giải pháp cần thiết trong thời kỳ đại dịch. Với xu hướng đưa công nghệ vào quản lý giáo dục trên toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh là một bệ phóng giúp nền giáo dục nước ta sớm bước vào thời kỳ hội nhập. Đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc cho các bạn sinh viên thế hệ Gen Z, Acer vừa qua đã giới thiệu đến người dùng hai siêu phẩm laptop tầm trung mới nhất là Acer Vivo Book 14X 15X OLED, nổi bật với màn hình OLED 2.8K 90Hz, khả năng mở đến 180 độ, cùng với viên pin 70Wh với hai phiên bản chip Intel Core i5 thế hệ 12X Series và chip AMD Ryzen 5000X Series. Acer Vivo Book phiên bản 14X OLED có mức giá khởi điểm là 19.990.000 đồng, còn phiên bản 15X OLED có giá khởi điểm là 16.990.000 đồng. Triển lãm quốc tế Việt Nam về sản xuất và gia công cơ khí Metalex cùng với triển lãm công nghiệp hỗ trợ 2022 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Đây là sự kiện lớn của ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty RS Tridex Việt Nam tổ chức triển khai nhằm mang đến chương trình hữu ích dành cho cộng đồng gia công cơ khí tại Việt Nam. Nếu mà nói là phục hồi hoàn toàn thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp sẽ cần thêm một thời gian nữa. Mặc dù là chúng ta biết rằng là cái tốc độ phục hồi của các doanh nghiệp Việt tương đối là nhanh thì cũng có một số cái thay đổi về mặt công nghệ, cập nhật thêm cũng như là đầu tư thêm về mặt công nghệ mới, thì đó cũng là cái bước đệm để các doanh nghiệp quay trở lại nhanh hơn nhiều trong thời gian sắp tới. Từ trước đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp cho sự phát triển cho nền kinh tế Việt Nam được biết đến rộng rãi là một thị trường của linh kiện và gia công lắp ráp. Thị trường này đóng góp được giá trị kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Và để khẳng định được vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam phải làm thế nào để có được hệ thống quản trị chất lượng bền vững và ổn định? Chúng tôi rất mong chờ để gặp được các doanh nghiệp Việt Nam có hệ thống quản trị chất lượng bền vững và ổn định đến giới triển lãm của chúng tôi trong lần này. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, mới đây sự kiện lễ ký kết hợp tác thúc đẩy khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học Công nghệ và thành phố Seoul đã chính thức diễn ra, tạo môi trường cho các start-up công nghệ có cơ hội giao lưu, tiếp xúc thương mại, đầu tư, phát triển công nghệ cho doanh nghiệp của cả hai nước. Ngoài ra, tại sự kiện cũng mang đến không gian triển lãm Seoul Startup Hub quy tụ 12 startup với loạt dịch vụ, sản phẩm kỹ thuật công nghệ tiên tiến đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Thưa quý vị, khi trực tuyến đã trở thành một xu hướng phổ biến hơn bao giờ hết, chúng ta có thể học trực tuyến, họp trực tuyến, mua bán hàng trực tuyến và kể cả tuyển dụng trực tuyến. Nhanh chóng và tiện lợi là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên thì đây cũng là tiền đề cho rất nhiều những hệ lụy tiêu cực khi mà các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi hơn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một câu chuyện chúng tôi ghi nhận được về một nạn nhân trong một sự vụ lừa đảo trong tuyển dụng trực tuyến để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này. Em là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thì em vô tình lướt trên các trang mạng xã hội để tìm công việc mới thì lại lướt trúng đúng bài là công ty Rosell tuyển dụng nhân viên.
thì lúc đấy em có xin được lên văn phòng để làm việc và phỏng vấn tại công ty. Chị ấy bảo với em rằng là không cần lên và chỉ gửi cho em một đường link để em làm ở trên đó. Thì ban đầu chị yêu cầu em thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, hứa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với hoa hồng là 30% giá trị đơn hàng. Lần đầu thì em làm theo hướng dẫn và thực sự có hoàn tiền đúng như những gì chị ấy hứa hẹn. Nhưng mà đơn hàng đã được nâng dần với giá trị lớn hơn rất nhiều lần so với hai nhiệm vụ ban đầu kia. Em cũng đã cố gắng đi vay mượn bạn bè và gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Bất ngờ là sau khi em làm xong thì chị ấy đã chặn toàn bộ mọi liên lạc với em. Và sau đó thì em có liên hệ thẳng đến công ty GoSell để xác minh. Lúc đấy em mới biết rằng là bị chị gái đi lừa bằng cách mạo danh công ty GoSell. Thưa quý vị, phóng sự trên đã cho chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn về một kịch bản mới của những kẻ mạo danh đang lợi dụng những tên tuổi của các công ty có tiếng để có thể trục lợi và lừa đảo những người lao động nhẹ dạ cả tin đang tìm kiếm việc làm. GoSell, một cái tên phổ biến trong thị trường thương mại điện tử, đã và đang là nạn nhân của vấn nạn này. Điều đáng nói ở đây chính là quá trình không ngừng nghỉ đấu tranh của GoSell để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ người lao động và danh tiếng của chính bản thân mình. Và thưa quý vị, mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ đại diện của GoSell để tìm hiểu và đào sâu hơn về chủ đề này. Thưa quý vị, và tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thì chúng tôi đang có mặt tại công ty GoSell và cùng gặp gỡ ông Tom Bang, tổng giám đốc điều hành của công ty GoSell. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Là đại diện của một doanh nghiệp đang cung cấp giải pháp về thương mại điện tử và đang bị một số những cái thành phần đối tượng lợi dụng tên tuổi của doanh nghiệp để lừa đảo một số những cái ứng viên để trục lợi, thì xin ông hãy chia sẻ cảm xúc cũng như là suy nghĩ của mình về thực trạng hiện tại ạ. Thật không may khi những vụ việc này lại đang xảy ra trong năm 2022. Chuyện xảy ra là vào khoảng một tuần trước, chúng tôi thấy có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng trên các nhóm tuyển dụng trên Facebook. Họ quảng cáo GoSell đang tuyển dụng người, nhưng quảng cáo này không phải do chúng tôi đăng. Và tất nhiên là chúng tôi đã điều tra ai đã đăng những quảng cáo này. Và chúng tôi đã phát hiện ra những quảng cáo này không phải của chúng tôi. Họ còn yêu cầu ứng viên phải nộp tiền, nên chúng tôi đã báo với công an. Họ nói với chúng tôi có thể đây là băng tội phạm. Tất nhiên chúng tôi rất phẫn nộ vì chúng sử dụng thương hiệu, tên công ty của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là phải phơi bày sự việc này cho công chúng nhận biết, để mọi người biết được vấn đề này đang xảy ra. Và để tìm hiểu rõ hơn về công ty của mình thì xin ông một lần nữa chia sẻ cụ thể về định hướng của công ty cũng như là giải pháp mà GoSell mang đến cho người tiêu dùng ạ. GoSell là một công ty về thương mại điện tử. Chúng tôi được thành lập tại Việt Nam vào năm 2017. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh online và offline. Chúng tôi muốn họ gia tăng doanh số, doanh thu và doanh nghiệp của họ trong nước Việt Nam. Và chúng tôi cũng giúp họ xuất khẩu ra khắp thế giới. Hiện tại chúng tôi có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có văn phòng tại Hải Phòng, Đà Nẵng và chúng tôi đang xây dựng văn phòng tại Cần Thơ. Trong thời gian sắp tới là ở Hà Nội, cũng như trong năm nay, chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm của mình ra các nước ngoài Việt Nam. Chúng tôi muốn mang tính năng của GoSell đến những người dùng trên toàn thế giới. Dạ vâng, như ông có chia sẻ thì chúng ta thấy là trực tuyến đã trở thành một xu hướng và việc mà tuyển dụng nhân sự trực tuyến cũng đang trở thành một cái phương pháp và rất là nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên thì xin ông hãy chia sẻ cụ thể hơn về quy trình tuyển dụng của công ty của mình để làm sao cho những người tiêu dùng cũng như là những ứng viên có thể dễ dàng chủ động phân biệt được đâu là những cái bài đăng tuyển dụng thực tế và đâu là những cái quy trình tuyển dụng đúng ạ. Đó là một câu hỏi rất hay. Đầu tiên, GoSell tuyển dụng ứng viên. Chúng tôi chỉ đăng trên các trang tuyển dụng nổi tiếng. Khi bạn ứng tuyển công việc tại GoSell, bạn sẽ luôn biết được tên người phỏng vấn. Chúng tôi sẽ luôn mời bạn đến văn phòng của chúng tôi để phỏng vấn. Ngay cả khi chúng tôi phỏng vấn qua mạng, chúng tôi sẽ để mặt cho các bạn biết chúng tôi là ai, để các bạn biết chính xác và không bị lừa. Nếu các bạn ứng tuyển vào một công việc, dù là ở GoSell hay bất kỳ công ty nào, họ không cho thấy mặt của họ, họ không mời bạn đến văn phòng của họ và họ bắt bạn phải nộp tiền, thì đó có thể là lừa đảo và bạn nên tránh xa những chỗ đó. Nếu ai muốn trả nhiều tiền để bạn qua Campuchia hay Myanmar, đừng đi, chắc chắn là lừa đảo rồi. Có thể bạn không bao giờ quay đầu lại được. Dạ vâng, cảm ơn ông vì những chia sẻ rất là xúc tích ạ. Và mong rằng là với sự nỗ lực của ông cũng như là GoSell sẽ có thể giữ vững được thương hiệu cũng như là uy tín của doanh nghiệp mình, và chúc cho GoSell sẽ tiếp tục phát triển và là một thương hiệu phổ biến cũng như là đáng tin cậy trong lòng người tiêu dùng ạ.
Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị chúng ta hãy cùng theo chân đội ngũ ekip Cà Phê Tech cùng đến với chuyên mục Cà Phê Trải Nghiệm và để xem ngày hôm nay hành trình không xăng của Cà Phê Tech sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị nào nhé. Ủa rồi đứng nào bỏ xe này vô đây ạ? What? Em ơi. Nó ơi. Thấy chưa? Ơi, hình như anh thức giữ cái chìa khóa. Cái gì? Gọi hết lại. Hèn gì khởi động máy không được. Anh, tôi cầm chìa khóa. Tôi tính đảm bảo khoảng cách với nó mà. Nè, mở xe nè. Và như mọi người thấy thì mọi người có thể nhìn rõ cảnh vật phía sau đúng không? Ừ đúng rồi, tại vì chiếc xe này chạy quá chậm mà. Nó đâu thể nào mà vượt được. Và tại anh Trung mà không sạc pin giùm mình, cho nên là mình vẫn chưa được đầy pin mọi người. Và 69% thì mình liệu mình có tới được Vũng Tàu hay không? Cùng đón xem nhé. Hãy cùng đón xem hồi sau nhé. 20 minutes later. Ok nè. Đổi xe không? Đúng rồi, đổi. Được em được gì? Hả? Ủa? Một con gà nướng đông sơn. Không thôi là từ đây tới 12 giờ đêm cũng chưa tới Vũng Tàu. Chắc ăn với mày là vậy. Đâu? Ủa? Mọi người chơi em hả? Trời ơi! Chỉ một con gà. Đã được đổi, à không, tụi mình đã bị đổi chiếc xe này bằng một con gà. Đây, tụi mình vừa tới bà sữa Long Thành 3 để mà nạp năng lượng cho bản thân cũng như là nạp năng lượng cho những chiếc xe này. 2 hours later. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo là khách sạn Vias tại Vũng Tàu luôn nhé. Let's go. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi mọi người ạ. Chuẩn bị lên nhận phòng nghỉ ngơi một chút thôi, quá mệt rồi. Ở bên đây sẽ có một số những cái loại thức uống cơ bản như là cà phê, nước lọc, rồi đường các kiểu nha. Nhưng mà mình ấn tượng nhất là cái chai này, chai nước lọc của nó. Nhìn chất chơi ha, nhìn chất lượng ha. Thấy khu vực chính sẽ là một cái giường hai người. Trời ơi mọi người thấy nó mềm kinh khủng luôn. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái ghế nhỏ để ngồi đây đọc sách, đọc truyện gì đó. Nhưng cái đắt giá nhất của cái căn phòng này không phải là những thứ đó, mà chính là đây. View biển. Tân. Trời ơi mọi người, đẹp xuất sắc luôn á, rất đẹp luôn. Đó, view từ tận bên kia qua đến bên đây luôn. Và hiện tại Linh đang có mặt tại tầng 17, tầng cao nhất của khách sạn Vias luôn. Và đây cũng chính là khu vực có hồ bơi, view vô cực đỉnh nhất từ trước đến giờ mà mình từng thấy. Và bây giờ mọi người hãy cùng Linh tham quan một vòng để xem ở đây có gì hấp dẫn nhé. Thì thôi. Vừa đi nghỉ dưỡng nhưng mà mọi người vẫn phải nhớ là luyện tập để duy trì sức khỏe nha. Ở đây cũng sẽ được trang bị một phòng gym với khá là đầy đủ các thiết bị. Theo như mình được biết thì đây cũng chính là phòng gym được trang bị đầy đủ các thiết bị cao cấp bậc nhất Vũng Tàu luôn. Và đối với những ai vừa đi nghỉ dưỡng mà lại có thói quen thường xuyên tập thể dục mỗi ngày thì tại đây cũng sẽ giúp cho mọi người có thể duy trì được thói quen này nhé.
Và mình vừa phát hiện ra một nơi rất là đặc biệt, đó chính là có một khu vườn trên cao ngay tại tầng 4 của khách sạn luôn. Nếu như bên trong là một không gian sang trọng và cao cấp thì ở ngoài đây chúng ta sẽ có một không gian với nhiều mảng xanh hơn và cảm giác dễ chịu và được hòa mình vào thiên nhiên hơn. Đồng thời thì ở đây cũng được bố trí rất là lãng mạn và thơ mộng, cho nên mình nghĩ đây sẽ là một nơi rất là lý tưởng cho những cặp đôi mà muốn hẹn hò cà phê chill, rất là tuyệt vời đúng không? Và cũng tại khu vực Garden Restaurant của khách sạn Vias thì buổi sáng chúng ta cũng sẽ được phục vụ buffet. Ở đây mình thấy buffet có rất là nhiều món ăn Việt Nam và đồ ăn cũng sẽ được lên liên tục, cho nên là rất là nóng hổi luôn. Đặc biệt là ở đây cũng sẽ phục vụ hai món ẩm thực tinh túy địa phương của Vũng Tàu, đó chính là bánh canh và mì sườn. Bây giờ mọi người hãy cùng lên và order thử một món nhé. Và bởi vì tụi mình đi xe máy điện đến đây cho nên lúc tìm trạm sạc rất là khó luôn. Tuy nhiên bất ngờ một cái là khi mà tụi mình trao đổi với lại khách sạn Vias thì họ đã quyết định hỗ trợ cho tụi mình một chỗ sạc riêng như thế này luôn nha mọi người. Và đây chính là ba chiếc xe của team mình đây. Cảm ơn Vias nhiều nha. Quý vị, đến đây thì chương trình Cà Phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7:55 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7:10 sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi có fanpage và YouTube Cà Phê Tech để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.